Tinh hoàn ở trẻ là tình trạng tinh hoàn ở trẻ không đi xuống ở vùng vị trí bình thường của trẻ. Có thể tinh hoàn nằm ở vị trí trong bụng, ở trong bẹn hoặc bất cứ trên đường đi nào của trẻ. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đỗ Trọng đang công tác tại khoa Nhi bệnh viện Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ về bệnh lý tinh hoàn ẩn ở trẻ em. Tinh hoàn ẩn ở trẻ là tình trạng tinh hoàn ở trẻ không đi xuống ở vùng vị trí bình thường của trẻ. Có thể tinh hoàn nằm ở vị trí trong bụng, ở trong bẹn hoặc bất cứ trên đường đi nào của trẻ khi mà đi xuống bìm. Khoảng 40% em bé sinh ra sẽ có tình trạng tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn sẽ nằm ở trên đường đi dọc theo từ bụng tới bìu của em bé. Đối với những em bé tinh hoàn ẩn, nếu như mà không điều trị sớm thì sẽ có các biến chứng như là có nguy cơ xoắn, hoại tử, vô sinh, tổn thương tinh hoàn sau này. Nguyên nhân của tinh hoàn ẩn ở trẻ em đa số là do bẩm sinh. Một vài trường hợp có thể thứ phát sau phẫu thuật không đưa tinh hoàn về vị trí bình thường sau khi phẫu thuật ở vùng bụng bìu, hoặc là các nguyên nhân thứ phát khác. Triệu chứng tinh hoàn ẩn ở trẻ em đa số là sinh ra không có tinh hoàn nằm ở vị trí bình thường. Ông bà cha mẹ sẽ không phát hiện được tinh hoàn nằm ở trong bìu. Vùng bìu ở bên đó có thể bị thiểu sản, không có đầy đủ các hình dạng như là màu sắc da, các nếp nhăn của bìu. Và sờ thì khi thăm khám thì bác sĩ có thể thấy được tinh hoàn nằm ở vùng đâu đó ở trên vùng bẹn bìu, hoặc là không thấy được luôn nếu như tinh hoàn nằm ở trong ổ bụng. Vì chẩn đoán tinh hoàn ẩn đa số là có thể là do ông bà cha mẹ phát hiện không thấy hai tinh hoàn ở trong bìu ở trẻ, và khi thăm khám đối với bác sĩ thì có thể thấy tinh hoàn nằm ở trong vùng bẹn bìu, hoặc là cả làm các xét nghiệm xâm lấn như là siêu âm để tìm tinh hoàn. Nếu như mà không phát hiện được nữa thì khi đó sẽ có thể được thực hiện nội soi ổ bụng dưới gây mê để tìm tinh hoàn đó nằm ở chỗ nào. Tinh hoàn ẩn ở trẻ em đa số nếu như theo dõi tới 6 tới 12 tháng mà tinh hoàn không đi xuống vùng bẹn thì nên được phẫu thuật sớm để tránh được các biến chứng có thể xảy ra đối với em bé. Có các phương pháp điều trị là thường đa số là phẫu thuật. Một vài phương pháp khác có thể dùng nội tiết tố, nhưng là phương pháp này thì rất là cần phải can thiệp kỹ, rõ, cẩn thận bởi bác sĩ nội tiết nhi và bác sĩ chuyên khoa nhi. Các biến chứng của tinh hoàn ẩn có thể có như là vô sinh, chấn thương tinh hoàn hoặc là xoắn tinh hoàn. Nếu như mà không can thiệp sớm thì sẽ ảnh hưởng tới tình trạng sinh sản của em bé sau này, cũng như tâm lý của em bé khi mà em bé lớn lên. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chủ đề sau.